Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh lãnh tụ cách mạng Vladimir Ilyich Lenin, sáng nay đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Lenin ở quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên của Đảng và Nhà nước ta nhằm tri ân sâu sắc tới lãnh tụ Lenin, nhà lãnh đạo, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động trên toàn thế giới.